Xin chào anh em. Đây là chiếc máy ảnh Nikon D780, là chiếc máy ảnh mới nhất của Nikon, mới vừa được ra mắt. Và đây là cái chiếc máy ảnh Nikon chính hãng full bokeh đầu tiên ở Việt Nam. Cái chiếc máy ảnh này mình mượn của bên Vic ở Baxter đó. Thì nhân viên Vic bảo mình là đừng có quăng mấy cái bao ni lông, cho nên cái video này mình sẽ để những cái phụ kiện không cần thiết ở bên đây. Thì khi mở hộp ra thì cái cuốn sách hướng dẫn nó sẽ nằm ngay đầu tiên. Đó là cuốn sách hướng dẫn cách sử dụng máy ảnh Nikon D780 dành cho những người chưa biết sử dụng. Tiếp theo đó là một cục sạc để anh em có thể bỏ pin vào và chúng ta sạc. Thì cục pin này được bao bởi một cái bao ni lông. Ở trong cục pin này được gắn vào một cục nhựa để bảo vệ những cái nối ở đầu này. Rất là kỹ càng, nhưng mà khi sử dụng chúng ta không phải quăng đi thôi. Tiếp theo nữa là một cái dây kết nối USB-C. Thì anh em có thể dùng cái sợi dây này để sạc và truyền dữ liệu được. Đây, một cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc pin. Tiếp theo nữa đó là một cái dây Nikon có ghi chữ D780 chính hãng. Cái sợi dây này thì rất là sợ lửa và không sợ nước. Anh em có thể thoải mái mang nó trên cái chiếc Nikon D780 của mình, rất là chắc chắn. Và cái phần quan trọng nhất, phần đắt giá nhất, cái phần đắt tiền nhất, cái phần mà không cần cái hộp này cũng được, đó là cái chiếc máy ảnh Nikon D780 chính hãng đầu tiên ở Việt Nam. Bây giờ nó đang nằm ở trên tay mình. Cái chiếc Nikon D780 này được bảo vệ bởi hai lớp ni lông, một lớp ngoài và một cái lớp ni lông ở trong. Đây là ngoại hình thực tế của một chiếc Nikon chính hãng sẽ được bán ra trên thị trường sắp tới. Thì cái phiên bản mà anh Bảo quay trên tay bên Mỹ đó là một cái phiên bản chưa chính thức. Đây là phiên bản chính thức. Tất cả mọi thứ ở trên cái chiếc Nikon D780 này sẽ có ở trên thị trường. Và trước khi mình cùng đi thì xin phép gỡ kính ra, tối quá không thể thấy gì hết. Ok, thì cái chiếc Nikon D780 này là cái phiên bản nâng cấp từ cái chiếc Nikon D750. Thì đối với nhiều anh em chưa biết thì mình giải thích luôn, đó là cái dòng 3 số này, tức là 750, 780 đó, nó là cái dòng bán chuyên nghiệp của Nikon. Rất là nhiều anh em sử dụng chụp dịch vụ thương mại kiếm tiền ha. Còn những cái thể loại ảnh mà chơi vui vui gì đó là nó cần hết. Cái điểm đặc biệt nổi bật nhất ở trên chiếc Nikon D780 này mình có thể nhắc tới, đó là cái màn hình LCD này, nó có thể xoay lật được. Cái sức mạnh của bên trong là của nó thừa hưởng từ cái chiếc Z6, Z7 cũng như là những cái chút xíu gì đó của cái dòng máy chuyên nghiệp D5 nó mang xuống. Thì khi mà kết hợp với cái live view này thì anh em sẽ có một cơ chế lấy nét mới, cơ chế sử dụng mới, kiểu cơ bản là nhìn ngắm như những cái chiếc DSLR thông thường nữa, mà chúng ta có thể có một cái trải nghiệm mới như là những cái chiếc mirrorless 7 đó, rất là hay. Cái chiếc Nikon D780 này có kích thước, trọng lượng cũng như ngoại hình mình thấy được rút gọn lại và nhỏ hơn so với chiếc Nikon 750 đời trước ha. Đó, với những cái thiết kế nút có vẻ được giãn lược và thay đổi một số, ví dụ như cái nút ISO này đặt ở trên đây thì nó nằm gần cạnh cái nút đo sáng bù trừ EV luôn. Chúng ta sẽ đo sáng nhanh hơn, tùy chỉnh ISO nhanh hơn trong rất là nhiều tình huống. Cái điểm thứ hai nữa đó là trên cái chiếc 780 này tuy được nâng cấp nhưng mà không có nút joystick này. Nhiều anh em than phiền về cái nút này, nhưng mà mình nghĩ bù lại với cái màn LCD có thể cảm ứng được thì chúng ta có một cái cơ chế lấy nét mới, cơ chế sử dụng mới, vừa nhìn ngắm vào viewfinder mà dùng tay có thể lấy nét được, không cần joystick để làm gì hết. Cái điểm nữa về ngoại hình đó là thanh rất là nhiều cái tính năng ở trên đây, nhiều chế độ chụp ở đây. Đây, cái vòng xoay này họ làm vét xéo lên để anh em có thể nhìn rõ hơn từ nhiều góc cạnh chứ không phải để phẳng nữa. Ở đây có một cái phím nhỏ này để gạt xuống để khóa nè, còn khi nào anh em cần xoay thì cần đẩy xuống và xoay thôi, rất là chắc chắn và nhanh. Còn lại ngoại hình thì mình thấy nó cũng không có quá khác biệt nhiều so với chiếc Nikon D750 đâu. Nó vẫn giữ một cái style thiết kế rất là thực dụng của Nikon thôi. Rồi tiếp đến cái phần quan trọng nhất về mặt thiết kế, đó là cái màn hình LCD này. Màn hình này là màn hình cảm ứng, có kích thước là 3,2 inch và có 2.35 megapixel, tức là 2,35 triệu điểm ảnh đó. Thì 2,35 triệu điểm ảnh này cho phép anh em có thể thấy được những cái nội dung hình ảnh hiển thị trên đây tốt hơn khi chúng ta xem ảnh hoặc là chúng ta chụp ảnh thực tế bằng live view. Và cái màn hình này cảm ứng giúp cho anh em có thể lấy nét được bằng cái hệ thống AF của nó. Tức là cái con này nó lai giữa Z6 và Z7 nè, nó mang chip xử lý hình ảnh của Z6, Z7 xuống để anh em có một cái hệ thống lấy nét mới cho một cái trải nghiệm chụp ảnh mới luôn. Đó, thì mình nghĩ cái màn hình này rất là đáng giá. Một cái điểm nữa mà mình thấy về ngoại hình đó là rất là nhiều cổng kết nối ở đây. Chúng ta có cổng mic nè, để gắn micro, mỗi cổng tai nghe để khi quay video chúng ta có thể nghe lại âm thanh trực tiếp. Mỗi cổng HDMI trích xuất dữ liệu và một cái cổng USB-C để anh em có thể truyền tải thông tin hoặc là sạc trực tiếp vào máy.
Và cái phần rất là quan trọng nữa là cái phần pin. Thì cái con Nikon 780 này có một cái cục pin tên gọi là NL15B. Những máy dòng đời trước của Nikon vẫn sử dụng một cái loại pin là NL15A, vẫn có thể dùng trên đây được nhưng mà không có sạc qua USB-C được. Thì với cái thế hệ mới của cục pin này cho phép cái con Nikon 780 có thể sạc được bằng cổng USB-C của lên đây. Và khi mà anh em sạc đầy cục pin này thì cái chiếc Nikon D780 này có thể chụp được hơn 2000 tấm trong một lần sạc, rất là kinh khủng ha. Nikon D780 sử dụng cảm biến CMOS full frame PSI 24.5 megapixel, với lại những cái nâng cấp rất là nhiều trong cái hệ thống lấy nét khi mà anh em chụp ảnh, và tích hợp luôn cả hệ thống lấy nét nhận diện khuôn mặt cũng như là lấy mắt vào, kiểu chạy theo xu hướng hiện đại rất là nhiều. Và như mình nói hồi nãy, cái điểm mà mình rất là thích đó là cái màn hình LCD này, bởi vì khi anh em chụp bằng màn hình LCD có cảm ứng, anh em sẽ nhìn vào chạm lấy nét rất là nhanh. Như anh em thấy về thiết kế, nó trang bị cổng mic, cổng tai nghe, màn hình lật lên lật xuống cảm ứng được, có cổng USB-C pin trâu hơn. Điều đó nó giúp ích rất là nhiều cho cái việc quay video. Và bản thân cái chiếc D780 này nâng cấp rất là nhiều trong khả năng quay video, lên tới 4K 30 frame, trích xuất HDMI ra 10 bit và có N-Log ha. Thì như anh em biết là D750 chỉ quay được Full HD. Mình hy vọng rằng đây là chiếc máy ảnh có thể mang lại cái sự đột phá trong khả năng quay video cho anh em trong thời gian sắp tới. Rồi, trên cái chiếc Nikon D780 này đã lược bỏ đi cái flat cock ở trên cái cục gù, làm cho cục gù nó trơn tru mượt mà hơn, giống như những cái chiếc máy chuyên nghiệp như là D5, cái dòng chuyên nghiệp của Nikon đó, không bao giờ có những cái flat cock đâu, thích thì xài flat xịn gắn lên thôi. Và nó tiết kiệm được không gian cũng như là về mặt thiết kế nhìn nó đẹp hơn. Và mình đã đi qua những cái chi tiết về thiết kế cũng như ngoại hình của chiếc Nikon D780 này, và mình thấy nó vẫn rất là chắc chắn và có vẻ hiện đại hơn nhờ cái màn hình xoay lật, cũng như có thể làm được nhiều thứ hơn ở trong việc chụp ảnh và kể cả quay phim trong tương lai. Thì mình sẽ đưa cái chiếc máy này cho anh Tuấn để anh test những cái tính năng cũng như giới thiệu anh em chi tiết hơn về những cái tính năng, nó hoạt động ra sao, hiệu quả như thế nào, để anh em có thể thấy rõ hơn về tổng quan cái chiếc máy D780 này. Quay ngoài trời gió quá. Nó... tay xong chưa? Dạ xong rồi. Dọn đồ vô cho nó đàng hoàng đầy đủ cho người ta, bữa sau người ta ai cho mượn mình dục tùm lum tà lá.